Cảm ơn quý vị khán thính giả giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Á Châu. Xung đột giữa Israel và Palestine, thùng thuốc súng ở Trung Đông chờ phát nổ. Các vụ đụng độ giữa Israel và Palestine thường xuyên xảy ra đang cản trở các nỗ lực quốc tế nhằm khởi động lại tiến trình hòa bình Trung Đông bế tắc kéo dài. Sáu nước châu Âu gồm Đức, Pháp, Anh, Ý, Ba Lan và Tây Ban Nha hôm 6 tháng 3 đã ra tuyên bố chung phản đối các vụ tấn công gần đây khiến công dân Palestine cũng như Israel ở khu bờ Tây bị chiếm đóng thiệt mạng, đồng thời kêu gọi Israel ngừng mở rộng các khu định cư ở đó. Tuyên bố chung của sáu nước hối thúc chính phủ Israel đảo ngược quyết định xúc tiến xây dựng hơn 7.000 khu định cư trên khắp khu bờ Tây bị chiếm đóng và hợp pháp hóa các tiền đồn định cư, cao ủy nhân quyền Volker Turk, kêu gọi cộng đồng quốc tế vào cuộc để giải quyết chất điểm cuộc xung đột kéo dài nhiều thập niên này. Bạo lực leo thang ở bờ tây bất chấp việc lãnh đạo Israel và Palestine ngày 26 tháng 2 đã gặp nhau tại Jordan và thống nhất một số giải pháp ban đầu. Hai bên đã ký kết một loạt thỏa thuận trong đó có thỏa thuận thành lập một ủy ban an ninh chung để nghiên cứu đổi mới cơ chế hợp tác an ninh giữa Israel và Palestine thời gian tới. Các bên cũng đồng ý tổ chức một cuộc họp khác do Ai cập bảo trợ ngay trước khi diễn ra tháng Ramadan nhằm thúc đẩy tiến độ hợp tác về an ninh. Bất chấp yêu cầu từ phía Palestine, Israel vẫn kiên định không rút lại quyết định công nhận chính tiền đồn định cư và kế hoạch xây thêm 9.500 căn nhà ở tại bờ Tây. Tuy nhiên, phía Israel đã tạm ngừng phê chuẩn xây dựng các khu định cư mới trong vòng 6 tháng tới. Các binh sĩ của Hoa Kỳ học võ Muay Thai trong cuộc diễn tập mang tên Hổ Mang Vàng. Các binh sĩ của Hoa Kỳ tham gia cuộc diễn tập quân sự đa phương có tên gọi là Hổ Mang Vàng, tức là Cobra Gold, đã được học loại võ Muay Thai do võ sư nổi tiếng của người Thái là võ sư Sombath Banchemak hướng dẫn. Một binh sĩ của Hoa Kỳ cho biết như sau, đây là bộ môn mà chúng tôi cần học và được học từ một trong những người giỏi nhất thế giới. Một binh sĩ Hoa Kỳ có tên là Adam Castle đã nói khi quan sát nhà vô địch Sombath Banchemak được biến được biết tới với biệt danh là Bukor, tức là đóa sen trắng hướng dẫn các đoàn thế cùng với các kỹ thuật quyền cước của môn võ Thái Lan này. Các binh sĩ Hoa Kỳ cho biết như sau, thật là tuyệt vời khi đón nhận các đoàn thế và kỹ năng của loại võ Muay Thai có thể áp dụng trên thực tế trong tương lai. Riêng võ sư Sombat Burkhor Banchamak năm nay 40 tuổi, được mệnh danh là Thánh Muay nhờ vào những thành tích lẫy lừng trong sự nghiệp võ Muay Thai chuyên nghiệp của ông. Võ sư này cho biết như sau, có nhiều quân nhân Hoa Kỳ tham gia đợt diễn tập mang tên Hổ Mang Vàng lần này, có nhu cầu trao đổi và học hỏi về văn hóa Thái Lan thông qua võ mùa thai là môn võ truyền thống của quốc gia này. Cuộc diễn tập mang tên Hổ Mang Vàng là một trong những cuộc diễn tập quân sự đa phương lâu đời nhất thế giới và được xem là lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á, diễn ra từ ngày 28 tháng 2 cho tới ngày 10 tháng 3 tại Thái Lan sau hai năm phải giảm quy mô do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, cuộc diễn tập mang tên Hổ Mang Vàng năm nay có sự tham gia của 30 quốc gia với 7.394 quân nhân. Đô đốc John Aquilino, là Tư lệnh thuộc Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương Thái Bình Dương cho biết rằng Hoa Kỳ đã đưa gần 6.000 binh sĩ, là con số nhiều nhất trong 10 năm qua đến tham gia cuộc diễn tập Hổ Mang Vàng lần này. Nhật Bản nâng cấp tên lửa phòng không để đối phó vũ khí đạn đạo. Nhật Bản lên kế hoạch cho ra mắt phiên bản nâng cấp của tên lửa phòng không nội địa có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo và vũ khí siêu vượt âm vào năm 2027 theo tờ Nikkei Asia đưa tin. Việc nâng cấp hệ thống phòng không giúp gia tăng khả năng bảo vệ các hạ tầng cơ sở nhạy cảm tại Nhật Bản như nhà máy điện nguyên tử cũng như những hòn đảo xa xôi của quốc gia Đông Á này. Quá trình sản xuất thử nghiệm phiên bản nâng cấp của hệ thống phòng không tầm trung Type 3 cho lực lượng phòng vệ mặt đất sẽ bắt đầu vào năm tài khóa 2023. Quá trình này sẽ do các nhà đầu tư như tập đoàn Mitsubishi Electric phụ trách, còn được gọi là tên lửa phòng không Chu Chusam. Loại vũ khí này là sự bổ sung cho các hệ thống phòng không Patriot PAC-3 đang có trong biên chế lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Chính quyền Nhật Bản có kế hoạch nâng cấp phần mềm cho tên lửa phòng không Type 3 vào năm 2027, giúp vũ khí có khả năng đánh chặn các tên lửa có tốc độ di chuyển cao. Phiên bản cải tiến hơn về phần cứng bao gồm cơ chế phóng và dẫn đường mới dự kiến được sản xuất vào năm 2030, giống với Patriot PAC-3. Hệ thống phòng không Chusam có tầm bắn dưới 100 km. Theo đó, 14 đơn vị mặt đất tại Nhật Bản sẽ được biên chế phiên bản nâng cấp của loại vũ khí này. Một đề nghị khác của chính phủ Nhật Bản kiến nghị bố trí một nửa số hệ thống phòng không mới tại chuỗi đảo Nansei, bao gồm khu vực đảo Okinawa. Vẫn tin đến từ bán đảo Triều Tiên, chính phủ Nam Hàn tuyên bố họ không cần vũ khí nguyên tử để đối đầu với Cộng sản Bắc Hàn. Thủ tướng Nam Hàn là ông Han dok soo và ngày hôm nay nhấn mạnh Nam Hàn không cần phát triển vũ khí nguyên tử để ngăn chặn những mối đe dọa đến từ Bắc Hàn một số cuộc khảo sát công khai hồi gần đây chắc chắn cho thấy rằng chúng tôi nên tự tái vũ trang. Về khả năng nguyên tử, theo các cuộc khảo sát, chúng tôi nên tiến xa hơn nữa. Thủ tướng của Nam Hàn đã nói với đài CNN tại thủ đô Hán Thành như trên. Một cuộc thăm dò được công bố vào hồi tháng 2 năm ngoái cho thấy, 71% trong số hơn 1.300 người tham gia trả lời câu hỏi tại Nam Hàn ủng hộ cho việc chính phủ Hán Thành phát triển pho vũ khí nguyên tử riêng trong lúc tình trạng căng thẳng không ngừng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. Đồng thời, ngày càng có nhiều người Nam Hàn không còn tin vào lá trắng bảo vệ từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Thủ tướng Nam Hàn khẳng định, quốc gia này có đủ vũ khí để ngăn chặn tham vọng phi lý của Cộng sản Bắc Hàn và việc phát triển năng lực nguyên tử không phải là con đường đúng đắn. Ông nói như sau, chúng tôi đã xây dựng khả năng răng đe ở mức độ tương đối đầy đủ, trong khi hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ và ông cho biết thêm chính phủ nam hàn đã đầu tư rất nhiều cho những quyết tâm gia tăng khả năng răng đe kể từ khi tổng thống Jun suk do lên nhậm chức hồi năm ngoái trung quốc hạ giọng với đài loan thủ tướng lý khắc cường nói bắc kinh sẽ tăng cường khôi phục và trao đổi quan hệ kinh tế với đài loan nhưng nhấn mạnh bắc kinh tuân theo nguyên tắc một trung quốc tuyên bố đảo đài loan là một phần của trung quốc sau China Morning Post dẫn lời Thủ tướng Lý Khắc Cường đọc báo cáo tại kỳ họp Quốc hội khai mạc sáng 5 tháng 3, vì chúng ta, những người Trung Quốc ở cả hai bên eo biển Đài Loan là một dân tộc gắn bó máu thịt, chúng ta nên thúc đẩy trao đổi và hợp tác kinh tế, văn hóa, đồng thời cải thiện hệ thống và chính sách góp phần mang lại phúc lợi cho đồng bào Đài Loan của chúng ta. Trước 3.000 đại biểu tại Đại lễ Đường Nhân dân, ông Lý nói, chính phủ nên thực hiện các chính sách của đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm giải quyết vấn đề Đài Loan, và thực hiện các bước đi kiên quyết phản đối Đài Loan độc lập, thúc đẩy thống nhất đất nước. Theo sao China Morning Post, báo cáo năm nay không đề cập tới việc quả, phản đối sự can thiệp của nước ngoài tới vấn đề đảo Đài Loan như năm ngoái. Giọng điệu của ông Lý được giới phân tích cho là đã có phần hạ giọng với Đài Loan. Đáp lại báo cáo của ông Lý, trong một tuyên bố, Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan viết Bắc Kinh nên giải quyết các vấn đề xuyên eo biển một cách hợp lý và bình đẳng với sự tôn trọng lẫn nhau. Chuyện khó tin tại Trung Quốc, đó là Trung Quốc xây tòa nhà 57 tầng chỉ trong vòng 19 ngày. Một công ty của Trung Quốc tuyên bố họ là công ty xây dựng nhanh nhất thế giới sau khi hoàn tất tòa nhà chọc trời 57 tầng chỉ trong vòng 19 ngày làm việc. Họ còn tham vọng lắp ráp một tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới với 220 tầng chỉ trong vòng 3 tháng. Ông Sao Chang Anh là phó chủ tịch của công ty xây dựng tiền chế có tên là Broad Sustainable Building cho hay. Họ xây dựng uh, tòa tháp có tên là Mini Sky City bằng cách lắp ráp các khối vật liệu được đúc sẵn. Công ty này đã dành ra 4 tháng rưỡi để chế tạo 2.736 bộ phận của tòa nhà trước khi bắt đầu xây dựng. Ông Xiao cho biết thêm, việc lắp ráp 3 tầng mỗi ngày là tốc độ nhanh nhất trong ngành xây dựng của chúng tôi. Tòa tháp Mini Sky City có 19 sân roof với 800 căn chung cư và không gian văn phòng cho 4.000 người. Cấu trúc này an toàn và có thể chịu đựng được động đất. Tòa tháp này được thực hiện trong hai giai đoạn do thời tiết xấu. Một đoạn video nhân tua nhanh thời gian về tiến trình xây dựng nhanh chóng của tòa tháp này đã được chia sẻ tràn ngập trên các trang mạng xã hội tại Trung Quốc. Phó giám đốc của công ty cố vấn kỹ thuật Arup Beijing là Liu Peng cho hay, phương pháp này rất đáng để phát triển vì có thể trở thành một cách an toàn và đáng tin cậy để xây dựng các tòa nhà chọc trời một cách nhanh chóng. Ông nói như sau, tất nhiên không hoàn hảo và cũng không đáp ứng được tất cả các loại nhu cầu cá nhân mọi người thường muốn những kiến trúc mang dấu ấn cá nhân hơn. Quốc vương Qatar chỉ trích việc viện trợ động đất ở Syria chậm trễ trong phiên khai mạc hội nghị các nước kém phát triển nhất của Liên Hiệp Quốc tại Doha hôm 6 tháng 3. Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani nhấn mạnh sự cần thiết khi giúp đỡ người Syria một cách không do dự cũng như hỗ trợ thổ nhĩ kỳ tái thiết sau trận động đất thảm khốc diễn ra hôm 6 tháng 2 vì tôi cảm thấy khó hiểu trước sự chậm trễ trong quá trình gửi hàng viện trợ cho người dân syria tôi muốn nhấn mạnh lợi dụng thảm kịch của con người cho các mục đích chính trị là không thể chấp nhận được quốc vương qatar nói qatar là một trong số các quốc gia trong khu vực ủng hộ phe nổi dậy trong cuộc nội chiến ở syria nước này cũng phản đối lời kêu gọi bình thường hóa quan hệ với chính phủ hiện tại Qatar cung cấp viện trợ cho người Syria thông qua Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi các quốc gia vùng vịnh khác như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã trực tiếp tiếp tế nhân đạo. Một số tổ chức cứu trợ phàn nàn về những hạn chế từ chính quyền phủ Syria khi họ cho rằng việc phân phối viện trợ đã bị chính trị hóa. Trong khi đó, các cơ quan khác cho biết lực lượng nổi dậy đã chặn các chuyến hàng viện trợ từ những khu vực do chính phủ kiểm soát, làm phức tạp thêm quá trình cứu trợ. Sang qua nước Úc, quen biết nhau qua app hẹn hò trên Internet, một cô giáo tại Australia bị nghi là bị bạn trai sát hại. Theo cáo buộc của cảnh sát, một người đàn ông có tên là Ashley Gaddy, 33 tuổi, đã bóp cổ cô Danielle Finlay Jones, 31 tuổi, là một nữ giáo viên tại một ngôi nhà ở thành phố Cranbrook vào buổi tối 18 tháng 12 năm ngoái. Một ngày trước đó, thì hai người này quen nhau qua app hẹn hò trên Internet. Họ đã tham gia sự kiện tại quán rượu ở Madden Park, ngoại ô của thành phố Sydney, tiểu bang New South Wales. Tại buổi tiệc nói trên, cô giáo này giới thiệu với bạn bè, anh chàng Gaddy là bạn trai mới quen của cô. Họ rời đi trước nửa đêm để về nhà người bạn của cô ở thành phố Cranbrook. Tại đây, nữ giáo viên kia được nhìn thấy còn sống lần cuối khi cô bước vào phòng ngủ với người bạn trai. Đến khoảng 3 giờ sáng, hàng xóm bị đánh thức bởi âm thanh mà họ mô tả đó là quan hệ tình dục bạo lực, ồn ào. Buổi chiều cùng ngày, bạn bè của cô giáo này cảm thấy lạ khi họ không nghe tin tức gì về cô từ sau bữa tiệc bắn hôm qua. Một người bạn sau đó đã phát hiện ra cô giáo này nằm ngửa bất tỉnh trên sàn phòng ngủ. Cảnh sát cho hay khuôn mặt của cô bị bầm tím, mũi của cô bị chảy máu và có dấu ấn của tay rõ ràng trên cổ họng của cô. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cô này đã bị bóp cổ cho tới chết. Cảnh sát kết luận cô bị sát hại trong hoặc là sau khi nhân chứng nghe thấy âm thanh nói trên. Người đàn ông có tên là Gaddy sau đó đã xé lưới chắn mũi của cửa sổ để trốn thoát ra ngoài. Đến đêm thứ ba sau vụ án mạng, cảnh sát bắt được người này sau cuộc đối đầu đầy kịch tính. Tại tòa án địa phương Pennis vào ngày 5 tháng 3, Công tố viên cho hay cảnh sát đang nộp đơn xin mẫu xét nghiệm DNA của người đàn ông nói trên để làm bằng chứng mới. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 4. Hồ sơ tòa án cho thấy người đàn ông có tên là Gadi trước đó đã bị kết tội bạo hành gia đình. Ông ta vẫn đang trong thời gian 2 năm phục vụ cộng đồng dưới sự giám sát của viên chức cải huấn cộng đồng ở Berkut, ngoại ô của thành phố Sydney đến đây một lần nữa kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin việt nam